Hôm nay team của mình sẽ chơi một trò chơi đổ cờ cái ngựa. Ai mà lên số 4 trước, mình sẽ thưởng cho người đó 1 triệu đồng. Rồi bây giờ ai thảy lớn nút, người đó đi trước. Rồi cậu bảy thảy trước đi. 4 nút. 5 nút. 1 nút. Ok, bây giờ Phong sẽ bắt đầu trò chơi nha cả nhà. Rồi thảy đi em. 3 nút. 4 nút. 2 nút. 6 nút. Hay ta. Bốn nút. Năm nút. Năm nút. Hai nút. Ba nút. Năm nút. Hay ta. Một. Một nút. Chui dưới vậy. Một nút. Một nút luôn. Sao? Một nút. Một nút luôn. Sáu đâu? Bốn đâu? Nhảy đây. Màu đâu? Một nữa hay hả? Bốn đâu? Bốn nút. Trò chơi đang căng thẳng cả nhà ơi. Bốn nút. Năm nút. Ba nút. Năm nút. Tưởng một nút chứ. Anh đang có một nút nữa kìa. Con bảy ông xui vậy coi. Năm nút. Bốn nút. Bốn nút. Sáu nút. Sáu, một là một. Một nút.
đâu có dễ về được. Ba nốt. Bốn nốt. Hai nốt. Ba nốt. Nó đang ở trời mà không quay với con ấy. Một nốt. Đâu có dễ về được. Hai nút. Bốn nút. Còn bảy sắp về ơi, còn bảy sắp về ơi. Còn bảy còn sáu nút nữa là về cả nhà ơi. Bốn nút. Rồi, nghe dấu hít nè, cái này căng nè, cái này căng nè. Một nút. Kìa, kêu ít nút nè, một nút nè. Rồi, tới cô 7, đổ chú 6 luôn nè. Chú 6 thắng luôn nè. 3 nút. Rồi lên chú mấy vậy? Bắt đầu lên chú 1 luôn. Nhảy lên chú 1 luôn. Rồi, cô 7 xui thiệt cả nhà ơi. Xui thiệt rồi. Rồi tới anh Kiệt. Hai nút rồi lên số 2 đi em. Tới Phong nè, Phong còn cơ hội nè. 6 nút. Rồi tới công chuyện luôn. 2, 4, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên số 3. Vậy, khoan, vậy là Phong sắp thắng cả nhà ơi. Thằng Phong lên nó một nắc nữa là thắng rồi. Bốn. Rồi đứng im luôn. Thấy anh Kiệt. Năm. Rồi đứng im luôn. Một bốn. Một bốn. Hai. Rồi đứng im luôn. Căng thẳng, căng thẳng nha. Năm. Rồi đứng im luôn. Hãy phải ra qua cho anh Kiệt luôn kìa. Một. Rồi lên số 3. Một. Hai. Hai. Không thắng rồi chị. Không lên. Rồi nhảy lên đi. Nhảy lên đi em. Nhảy lên đi. Ôi. Thắng rồi. Thắng rồi. Phong là người chiến thắng nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ trao thưởng nha cả nhà ơi. Phong là người chiến thắng nha. Một củ nè em. Rồi. Chiến thắng. Hai người này là người thua cuộc nha. Ok thì video đến đây mình cũng xin được kết thúc cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào một video trò chơi lần sau nha. Bye bye.